chào mừng mọi người đã quay trở lại với In The Piston trong buồng đốt số thứ tư. Và cảm ơn nhãn hàng Castrol Magnetech đã đồng hành cùng với Sting trong cái series này. Nếu như mọi người chưa theo dõi thì đây là một cái podcast mà bọn mình phỏng vấn những người trong cuộc. Những người trong cuộc ở đây có thể là những người mà yêu thích xe cộ, có đam mê, có thể là những người review xe. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì cũng là một khách mời đặc biệt hơn một chút. Không phải là một người làm trong ngành xe mà là một người trong ngành giải trí. Xin chào mọi người, mình là Phương. Biệt danh thì cũng khá là nhiều, nhưng mà hiện nay thì mọi người hay gọi mình nhiều nhất là Phương Cào. Thì hiện nay mình, thật ra là mình cũng có rất là nhiều những cái lĩnh vực mà mình hoạt động một cách gọi là sâu sắc. Thế nhưng mà được mọi người biết đến nhiều nhất thì có lẽ là trong lĩnh vực giải trí, sáng tác, sản xuất, ca hát. Hôm nay cũng rất vui khi được đến đây chia sẻ những cái câu chuyện của mình liên quan đến xe cộ. Thì mình cũng khá là hồi hộp và hy vọng là sẽ chia sẻ được nhiều thứ thú vị cho mọi người cùng nghe. Vâng. Nhưng mà trước khi đi đến câu chuyện xe cộ thì như anh nói, em thấy anh ở trên em theo dõi anh ở trên Facebook thì không phải chỉ có về ca hát, âm nhạc, giải trí mà em còn thấy anh là một người có rất nhiều hobby. Hobby ở đây thì có thể chỉ đơn giản ví dụ như là việc chơi bóng rổ chẳng hạn, hoặc là chơi game chẳng hạn. Thì anh có thể chia sẻ thêm về những cái hobby của anh. Anh có bao nhiêu hobby? Mình nghĩ là khá là nhiều, và mình sẽ kiểu cố gắng trải nghiệm nhiều nhất có thể những cái mà mình thấy, mình nghĩ là nó thú vị. Và khi mình trải nghiệm rồi mà mình thấy nó phù hợp với mình và kiểu nó thắp lên trong mình một cái gì đấy, thì nó sẽ được upgrade từ hobby trở thành đam mê. Cái hobby thì nhiều và có thể là nó cũng không được bền bỉ lắm. Thế nhưng mà những cái mà đam mê hoặc là gọi là sở thích lâu dài của mình thì sẽ bao gồm là xe, xe hơi, bóng rổ, mô hình, giày. Giày đúng rồi. Anh Phương có một cái background chụp cả một cái tủ giày rất là cao và có rất nhiều những đôi giày. Giày thì nó là, đầu tiên nó là một sở thích. Sau đấy mình yêu thích giày đến mức mà mình cũng đã tham gia vào cái lĩnh vực sản xuất giày. Em thấy bên cạnh cái phần mà việc là đấy chỉ là hobby của cá nhân anh thì em thấy anh rất active trong việc là involve những, tức là mà muốn là thu kêu gọi những mọi người cùng chơi những cái hobby đấy. Em lấy ví dụ như là anh về, ví dụ chỉ đơn giản là về bóng rổ thôi, thì rõ ràng là hình như là em, theo như em theo dõi thì là anh có support những bạn là bóng, cái đội bóng rổ trẻ và hoạt động ở đấy. Thì rõ ràng là nó không chỉ là một cái hobby cho cá nhân nữa, nhưng mà cái phần mà liên quan đến mọi người ấy, thì cái động lực nào hay là anh cảm thấy như thế nào mà lại làm những cái mình cũng nói với cả những cái bạn trẻ mà mình hỗ trợ ấy, thì bảo là thật ra thì cũng chả có gì cao cả cả, nó xuất phát từ động cơ cá nhân thôi. Bởi vì hồi xưa hoặc là ngay cả bây giờ đấy, để mà tham gia được vào chơi bóng rổ ở một cái mức độ cường độ cao và có gọi là thành tích cao cũng như là ở cái mức độ cạnh tranh nó cao, thì bản thân mình nó cũng sẽ có những cái hạn chế về mặt năng lực rồi là thể chất, tuổi tác. Thì đơn giản là tôi đang nhờ các bạn thực hiện cái ước mơ của tôi không có gì cao cả cả. Thế còn đấy là điểm bắt đầu. Thế còn khi mà tham gia vào rồi và có cái cảm giác là người trong cuộc, và mình cảm nhận được cái sự say mê, những cái sự quyết tâm của những cái bạn đồng hành với mình ấy, thì đấy là cái động lực để mình càng ngày càng cố gắng làm nó lớn hơn, nó tốt hơn và lan tỏa nó đến được nhiều người hơn. Nó chỉ có mất thời gian và công sức thôi, nhưng mà những cái thành quả nó mang lại thì nó vượt ra ngoài bóng rổ. Nó vượt ra ngoài những cái mà mình có thể gọi là sở thích. Cho nên là mình, khi mà mình làm những cái điều đấy thì mình nhận lại được cái năng lượng, mình nhận lại được cái sự năng động. Các bạn lại truyền năng lượng cho mình để mình gọi là năng động hơn trong những công việc khác. Sở dĩ em hỏi như thế là bởi vì là em cảm thấy là nó có một cái điểm chung khi mà anh chia sẻ về cái việc anh thực hiện những cái ước mơ của anh mà anh khi mà còn trẻ anh chưa thực hiện được, và trong cái về những cái hobby đấy nó mang lại trải nghiệm.
bởi vì là xe cộ nó cũng có thể được hình dung là một cái hoạt động như vậy. Tức là rõ ràng là khi mà chúng ta còn trẻ, ví dụ chúng ta tuổi 18, 20 chẳng hạn, việc sở hữu một chiếc ô tô không phải là việc mà có thể là mình có thể thực hiện được. Trong khi là khi mà đến ở cái độ tuổi mà mình có thể thực hiện được thì chiếc ô tô nó giống như là mình đã hiện thực hóa được ô tô, cái giấc mơ ô tô đấy. Và ô tô thì nó mang lại những cái trải nghiệm, và thực tế là cái với những cái đồ vật khác thì anh nghĩ là cái mức độ mà gọi là trải nghiệm thì nó sẽ ít hơn là so với ô tô. Ô tô thì em hàng ngày và mình sẽ luôn luôn đồng hành với nó, và cái việc là mình mua một chiếc ô tô thì nó là một cái thời điểm rất là ngắn, nhưng mà cái thời gian sử dụng thì nó sẽ dài hơn. Nên là chắc là khi mà đi vào những cái câu chuyện về xe cộ thì anh nghĩ là anh có thể chia sẻ là cái đam mê xe cộ của anh nó bắt đầu từ khi nào, tức là không phải nói đến việc là sử dụng ô tô. Thật ra lúc đầu ấy mình cũng không nghĩ đến ô tô đâu, tại vì những cái năm mình bắt đầu đi làm rồi bắt đầu có thu nhập rồi là thu nhập tương đối tốt, thì sở hữu một cái ô tô nó cũng vẫn là một cái gì đấy nó khá là xa vời. Thế xong rồi thế bởi vì mình nghĩ là mình chưa có ô tô cho nên là mình cũng chưa quan tâm về nó, chưa xem xét kiểu dáng giá cả với những cái đặc tính này kia đâu. Thế xong rồi có cái thời kỳ mà mình xây cầu Nhật Tân ấy thì mình đi lại nó vất vả quá. Hàng ngày nó cứ kiểu sáng mở mắt ra là đi 20 cây sang Đông Anh, thì xong rồi đi 20 cây về, đấy là nếu mà chỉ có đến văn phòng và ngồi làm việc thôi. Thì công trường mà nó ở giữa cái bãi gọi là gì? Bật mí cho các bạn là anh Cao trước khi mà làm ca sĩ thì là làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Mình sẽ làm xây dựng cầu đường. Thì đấy thì văn phòng nó ở vị trí đi lại không thuận tiện lắm. Có những cái buổi tối mình đi về về muộn, đèn đường thì không có, đường thì nhiều xe tải, không có những cái hôm mà trời mưa rông, đeo kính mưa, mặc áo mưa đi nó rất là khổ. Nhiều khi là vừa đi vừa khóc, tại sao mà kiểu tôi đi làm lấy đồng lương mà tôi lại phải khổ thế này. Và thực sự là lúc đấy mình cũng vừa mới xây dựng gia đình, cho nên là các cái ý thức mà về gọi là bảo vệ bản thân, bảo vệ những thành viên trong gia đình nó rõ ràng hơn. Nó xuất hiện một cái nhu cầu kiểu như là bức thiết. Thế là mình đi đến quyết định mua xe rất là nhanh. Thì chiếc xe đầu tiên nó chiếc xe Hyundai Verna. Nó cũng lúc đấy là những cái trải nghiệm đầu tiên về xe cộ. Thế mình có bằng cũng ngay trước đấy thôi. Thật ra là mình có bằng, mình đỗ bằng xong mình mua xe, xong rồi một thời gian khoảng 1-2 tuần sau thì mới chính thức có bằng. Thế là mọi thứ nó rất là nhanh. Nói chung là mình cũng không có cái ý thức về chuyện là đam mê xe cộ ngay từ đầu đâu. Nhưng mà cái quá trình mình đi xe hàng ngày ấy, nó dần dần nó là trở thành một sở thích. Đầu tiên là sở thích. Mình cũng không biết sao, nhưng mà khi mà mình lái xe đi trên những cái con đường đẹp, cái cảm giác lái xe nó cho mình thư giãn. Nên có một cái thời gian mà mình cảm thấy bị stress công việc, nên là buổi tối mình lái xe đi bật nhạc. Đúng rồi. Và đi lòng vòng thôi. Hồi đấy là lái xe bật nhạc. Đi lên, đi hết đường Láng Hoàng Lạc xong quay về nhà. Thế là cảm giác nó nhẹ nhõm, mình có thể đi ngủ hoặc mình có thể đi làm việc khác. Qua đấy thì cũng bắt đầu có những cái trải nghiệm với những cái xe khác, xe của bạn bè, rồi là đi mượn. Thế rồi mình thấy mỗi một cái xe nó mang lại cái cảm giác rất là khác nhau. Thế mình muốn mình cũng muốn thử hết những cái thứ như này. Thế giới nó còn bao nhiêu những cái trải nghiệm mà mình chưa biết. Ví dụ như trải nghiệm về xe, nó với mình thì cứ kiểu nhảy lên cái xe mới. Nó lái sướng. Nó lái sướng hay là nó lái không sướng, hay nó có cái chức năng gì, hay thậm chí là nó không có cái chức năng gì, thì nó cũng là cái điểm đặc biệt. Mình cũng muốn trải nghiệm hết được những thứ như thế và tìm ra được cái nào nó phù hợp với mình, hoặc là thậm chí là tìm ra được những cái nào nó sẽ trở thành những cái mục tiêu mà mình hướng tới sau khi mà mình đã chinh phục cái mốc hiện tại. Thế mà mình cũng không biết là từ cái thời điểm nào mình thực sự là yêu thích về xe cộ. Nhưng mà đi từ một cái khá là thực tế, đúng không? Đúng rồi. Tiếp được, ví dụ như kiểu đầu tiên chỉ là đi thôi à? Lúc đầu là xe nào cũng được. Tôi chỉ cần nó bền thôi. Đi lại hàng ngày. Thế là mua cái xe đầu tiên là vợ chọn. Vợ chọn là tại sao? Bởi vì thấy xe này anh em đi làm dịch vụ taxi thì khen và xem
bên Ấn Độ, bên Hàn Quốc thì nó bên bên Hàn Quốc thì nó là xe công an, còn bên Ấn Độ thì nó là xe taxi. Thế là mua xe đấy là vợ chọn nên mình không biết gì đâu. Thế xong rồi mua về thì cũng thấy ok, nhưng mà đi thì trong cái quá trình đi thì có nhiều những cái tìm hiểu hơn về nó, thì nó sẽ nảy sinh những cái nhu cầu nâng cấp về mặt trải nghiệm. Thì mọi thứ nó đến nay nó cũng được bao nhiêu nhỉ? Ủa, 10 năm rồi. 10 năm là người dùng có kinh nghiệm rồi đấy. Đúng rồi. Advanced user. Thế là Hyundai Accent là chiếc xe đầu tiên. À. Sau đấy. Sau đấy thì có một thời gian ngắn sử dụng Mazda 3, cái thế hệ Mazda 3 hay là Mazda 2? Mazda 3. Cái thế hệ mặt cười ấy. Mặt cười à. Rồi. À. Thế xong rồi sau đấy là xe đấy là được anh chị trao cho, hơi đen là nó cháy. Ý là em sẽ hỏi về câu chuyện. Thế rồi là sau đấy là đến là gì nhỉ? BMW 218i, xong rồi VinFast Lux A, xong rồi BMW M3, xong bây giờ là VF9. M3 thế hệ E93 và là phiên bản mui trần đúng không? Phiên bản mui trần. Thật ra ở Việt Nam thì chỉ có một con cúp thôi. Đâu toàn là E92, đâu toàn là E93 hết. Em sẽ hỏi anh thêm về coi chiếc xe Mazda 3. Câu chuyện đấy thì anh em mình cũng đã nói với nhau về câu chuyện đấy nhiều rồi, nhưng có thể là mọi người cũng có thể là nhiều người biết, nhưng mà em chỉ muốn khai thác nó dưới một góc độ là rõ ràng đấy là một trải nghiệm với một người, kể cả là với những người mà sử dụng xe advanced, người sử dụng xe nâng cao đi, thì việc là bị trong một cái tai nạn cháy xe có lẽ là nó khá là hi hữu. Thì anh chia sẻ thêm về cái câu chuyện đấy nó diễn ra. Nó cũng khá là buồn cười ấy, là kiểu như là xe đấy nó cũng được độ đấy, cái thứ độ vui vẻ thôi, không có gì nó quá đặc biệt đâu. Nhưng mà, đèn độ điếc thôi đúng không? Đèn rồi là vành, nói chung là nó vẫn là một xe Mazda 3 bình thường, nó chỉ hình thức nó hơi lạ đấy. Thì mình cũng đi như ở công việc hàng ngày đây, cũng có ý định là nếu như mà được anh chị cho cái xe này thì sẽ đi nó lâu lâu, thì cũng có thể là đưa nó về những cái trạng thái sử dụng hàng ngày tốt nhất, chứ không phải là cái kiểu xe kiểng đi vui vẻ. Thì chưa kịp làm thế thì nó cháy rồi. Em nhớ là anh kể là anh đi trên đường vành đai 3. Đúng rồi. Bây giờ cái điểm đấy, cái điểm cháy xe nó vẫn còn nguyên, đi qua vẫn có thể nhìn thấy. Mình đang đi về xong rồi mình thấy nó có cái gì đó nó không ổn, xong rồi nó báo rất là nhiều lỗi. Mình không biết gì nhưng mà không còn điều khiển nữa. Thì xe nó vẫn cứ có đà nhưng mà không đánh vô lăng không được. Đánh vô lăng được. À đánh vô lăng. Nhưng mà ga không được. Nó hiện lên rất là nhiều thông báo. Mình nghĩ ở chuyện này thì thật ra là mình đi một số xe khác cũng gặp rồi. Thế là tấp vào lề. Còn đà tấp vào lề, đi xuống thì thấy nó xì khói trắng ở capo lên. Xong rồi lúc đấy bình tĩnh, nhẹ nhàng. Bắt đầu là vơ đồ thì kịp lấy cái ví với cả một cái điện thoại. Còn một cái điện thoại nữa đang cắm nhạc ở trên đấy. Mới đi ra ngoài. Tức đơn giản là chỉ đi thấy xe có sự cố thì đứng ra ngoài, không kiểm tra, đứng ra ngoài đâu. Đứng ra ngoài, không đứng ở trong xe đâu. Xong rồi nhắn tin cho vợ là em ở nhà thì em lên máy tính em search xem là trung tâm cứu hộ nào, gọi tiện đến luôn. Thì vợ cũng kiểu thế này kìa, thế đang tìm nhỉ? Thì mình thấy nó bốc lửa lên. Thế là xong rồi thế bảo thôi không cần gọi cứu hộ nữa, gọi cứu hỏa đi. Xong rồi lúc sau thì mọi thứ nó diễn ra cũng bình thường, đến cháy xong rồi chữa cháy xong rồi về công an phường lập biên bản, xong rồi cậu sẽ về. Mình thấy nó không giống trên phim. Nó diễn ra cũng từ từ thôi, nhưng mà kiểu lúc đấy mình không có sự chuẩn bị cho nên là không thể đảo ngược được, và khi mà nó bốc lửa lên rồi thì cũng kiểu không quay lại cứu đồ cứu đạc nữa, thôi đành chịu vậy, không làm được cái gì nữa. Nhưng nếu như là cái thời điểm đấy anh dùng xe được bao nhiêu lâu? Dùng xe được 2-3 năm. 3 năm. Và sau cái trải nghiệm đấy thì nó có thay đổi gì về cái cách anh nhìn nhận về việc lựa chọn một chiếc xe hay là sử dụng một chiếc xe? Có. Thứ nhất là mình phải hiểu về cái xe mình đang đi. Mình phải không đến mức mà một thợ xe, nhưng mà cũng phải kiểu có những cái hiểu biết cơ bản về cái xe. Và bản thân mình sau đấy thì
mua gì cũng giữ nó nguyên bản, nguyên bản nhất có thể. Đôi khi là mua lại những cái xe của chủ trước thì nó đã không nguyên bản rồi, thì sẽ tìm cách phục hồi nó về zin nhiều nhất có thể và chăm sóc những xe để nó cẩn thận. Ví dụ như là anh cũng có kể với em là sau đấy thì anh luôn luôn là trang bị cái bóng cứu hỏa ở trong khoang động cơ. Thì nó cũng là một việc đơn giản thôi. Và mình nghĩ kiểu để mà trong cuộc đời của mình cháy xe thêm một lần nữa thì chắc là nó sẽ rất là khó. Nhưng mà mình thấy nó yên tâm và mình cũng sau đấy mình cũng kiểu cố gắng tuyên truyền cho anh em có những cái biện pháp an toàn với xe cộ của mình nhiều hơn. Thực ra thì em nghĩ là nó là một cái quan điểm sử dụng thôi. Nhưng mà với cái trải nghiệm của cá nhân anh thì nó đã tạo nên cái việc là anh có cái quan điểm sử dụng là sẽ muốn là nó zin nhất có thể. Nhưng mà những cái chiếc xe tiếp theo của anh thì nó vẫn có một cái mức độ phiêu lưu nhất định ở trong đấy. Ví dụ như là anh là, em không nhớ nhưng mà hình như anh có chia sẻ là anh là người nhận xe đợt đầu của Lux. Đúng rồi. Một trong vài đợt đầu hay là đợt đầu tiên luôn. Chắc là cũng chỉ sau những cái người mà gọi là cán bộ của người nhà của Vingroup thôi. Hình như là anh còn là số thứ tự 04 ở trong group chủ xe đầu tiên đúng không? Thì đương nhiên ở đây em không nói là việc là một cái thương hiệu như thế mà nó sẽ có thể là có những cái rủi ro, nhưng rõ ràng là việc trải nghiệm một cái thương hiệu mới thì cái động lực nào mà anh quyết định là sẽ sử dụng hoặc là mua chiếc VinFast Lux? Thứ nhất là mình cũng kiểu không phải là liều lĩnh một cách mù quáng đâu, bởi vì trong tất cả những cái trường hợp như thế thì lúc mà mình mua xe, thứ nhất là nó có rất là nhiều ưu đãi về cho người dùng về cái chuyện tài chính và mua xe nó sẽ rất là thuận tiện. Còn trong tất cả những cái trường hợp như thế thì không bao giờ mình mua những cái xe đấy nó là cái option duy nhất hàng ngày. Trước đấy là kiểu gì mình cũng có cái xe để mình đi hàng ngày một cách là những cái xe mà nó đã được khẳng định rồi, ổn định, mình đã sử dụng nó một thời gian rồi. Và dù thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ có những cái dự phòng để mà không bị những cái sự cố về xe nó ảnh hưởng. Công bằng mà nói thì mình muốn mua một con xe to vững chãi, đi xe cỡ B cũng khoảng 3 cái xe cỡ B rồi, thì muốn mua một cái xe CD và E, thậm chí là E. Ngồi cho rộng rãi bề thế. Thì lên nhìn thực sự là mình cũng hành động theo cảm xúc, kiểu xe Việt Nam thì cũng có cái yếu tố đấy, có, thật sự là có. Bởi vì mình cũng chia sẻ những cái cảm xúc và những cái không biết nói thế nào đâu. Ví dụ như là bản thân mình làm nghệ thuật hay là làm công việc gì của mình cũng hay bị những cái kiểu ông này ở đâu ra. Mấy ông thật nhá, mà đi làm trong cái lĩnh vực của mình luôn, đôi khi là cũng kiểu cảm giác như là cùng cái công việc ấy mình có thể làm tốt nhưng mà mình luôn bị đánh giá thấp hơn những cái đồng nghiệp nước ngoài. Nên nó cũng có những cái sự đồng cảm. Và thật ra là trong cái sự nghiệp của mình, cả về xây dựng, cả về sau này là cả làm về nghệ thuật, nó cũng đều là những cái hành trình mà vượt khó với cả lội ngược dòng rất nhiều luôn ấy. Và đấy cũng phần nào là một cái sự đồng cảm với một cái thương hiệu mới của Việt Nam. Có, nhưng mà mình không mù quáng vì cái đấy mà mình bỏ qua những cái chi tiết khác trong quá trình lựa chọn. Nhưng mà phải thừa nhận là nó có tác động đến quyết định. Nhưng mà nó là một cái hơi thấp trong cả, tức là khi mà mình mua một sản phẩm thì mình vẫn phải là mua cái sản phẩm đấy trước. Còn cái phần mà liên quan đến cảm xúc thì với cả là mình cũng công bằng mà nói thì mình cũng nói với bản thân mình và cũng nói với nhiều người khác khi người ta hỏi về cái quyết định đấy, thì mình chia sẻ là thật ra thì tôi có điều kiện nên là tôi cho phép mình được liều lĩnh, được trải nghiệm. Nếu như có cái vấn đề gì với cái sự liều lĩnh đấy thì với tôi nó cái sự thất bại nó cũng sẽ là một cái trải nghiệm, nó cũng sẽ là một cái bài học, và nó thực sự sẽ không thể nào ảnh hưởng một cách quá tiêu cực đến cuộc sống của tôi được, bởi vì tôi đã có những cái phương án khác, tôi có nhiều lựa chọn trong tay. Còn những ai mà thời điểm đấy mua cái xe đầu tiên hoặc và đúng rồi, và hoặc là kiểu nó là cái xe số 1 và không có cái xe số 2 kiểu kiểu thế,
thì đấy thì mình còn nể hơn. Bản thân mình không ở trong một cái tình thế mà nó tự hạn lắm, hoàn toàn là có những cái option khác. Ví dụ như thật sự trong quá trình sử dụng VinFast Lux A những cái thời kỳ đầu tiên ấy, thì mình cũng đổi qua đổi lại với các cái xe khác thường xuyên mà. Sau Lux thì anh lại chọn VF9. Ừ. Thì cái VF9 đấy, em không hỏi về những cái liên quan đến thương hiệu nữa, nhưng mà cái động lực trải nghiệm nào mà anh lựa chọn? Nó cũng là một chiếc xe mới theo... Thật ra thì xe điện này nó mới ở Việt Nam thôi, chứ còn trên thế giới thì nó phải hàng chục năm nay rồi, gần như là hãng nào cũng có xe điện rồi. Thật ra nó có nhiều nguyên nhân. Một là mình cần một cái xe to để cả gia đình đi, bởi vì các con cũng lớn rồi, ông bà cũng nên được trải nghiệm, có những cái trải nghiệm nó ở mức độ nó tốt hơn, nó thoải mái hơn. Và cái xu thế về xe điện, nó theo cái đánh giá của mình, không biết là sau này nó có cái biến cố gì về mặt xã hội mà nó đảo ngược cái xu hướng đấy không, nhưng mà với những cái mà đang có bây giờ thì cái xu hướng xe điện là nó sẽ kiểu phần nào đấy là tất yếu ấy. Thì bản thân mình cũng đi xe xăng 10 năm rồi, mình cũng có điều kiện nên mình cho phép bản thân mình được trải nghiệm cái này một cách thực tế xem như thế nào. Đấy, còn nữa nhá, là trước khi mà mình ra quyết định mua VF9 thì mình cũng có điều kiện là mượn VFE34 đi một thời gian, thấy nó cũng lạ lạ. Hồi xưa mình cũng còn rất là muốn mua Tesla bởi vì nó rất là đẹp, sự giá xe ở Việt Nam đắt lắm, với cả cơ sở tầng lúc đấy thực sự là chưa có. Tóm gọn lại thì rõ ràng là xe cũ nó mang lại những cái trải nghiệm. Và khi mà anh mua một chiếc xe gì nào đó thì mình sẽ luôn luôn mường tượng về một cái trải nghiệm mà mình sẽ có với cái chiếc xe đấy. Đúng rồi, nó sẽ bao gồm mà cảm giác lái, sự tiện dụng và các cái vấn đề liên quan đến an toàn vững chắc của khung gầm, và các cái an toàn kiểu như cơ bản như ở túi khí thứ. Thì lúc nào mình cũng sẽ có xu hướng là chọn những cái xe mà nó đảm bảo được những cái vấn đề như thế. Nhưng thế thì em đang muốn hỏi sang cái chiếc BMW M3 của anh. Rõ ràng là để mà nói thì nó là một chiếc xe chơi. Để chơi. Đấy, cái xe đấy nó chơi mình cũng thường xuyên. Và rõ ràng là anh sẽ có những cái trải nghiệm mà anh mường tượng với nó. Đúng. Anh chia sẻ được không? Tức là nếu mà quay ngược lại về trước ấy, thì mình rất là thích Audi TT. Audi TT thì nó là một cái xe mà xe hai cửa dáng thể thao. Nhưng cái bản ở Việt Nam công suất của nó chỉ loanh quanh trên 200 mã thôi. Sau này thì nó là xem VinFast Lux A bản cao nhất. Đó. Thì lúc trước là mình thích cái xe đấy bởi vì cái kiểu dáng của nó quá đẹp. Thế xong trong cái quá trình mình đi tìm mua cái xe đấy, xe đấy và xe Z4 BMW Z4 mình cũng đi tìm mua những cái xe đấy, thì thú thực mà nói là những cái xe đấy mà mình mua xe mới thì nó quá sức, mình cũng không sẵn sàng chi ngần ấy tiền để cho một cái xe mà mức độ tiện dụng nó thấp, nó khó được dùng cho gia đình. Thì xe mới thì đắt quá, mà xe cũ thì xe mãi chẳng cái nào ổn. Thì cũng loay hoay mãi, cũng loay hoay phải nửa năm, một năm. Thế xong rồi lúc đấy mình mới chơi với mấy anh em BIM. Không hẳn mấy anh em là làm truyền thông về xe. Thế là mấy anh em cứ hay có xe mới để trải nghiệm, để quay phim chụp ảnh. Mình cứ hay bảo là nếu mà chúng mày quay chụp cái gì thì cho tao đi vác đèn, tao tranh thủ ngó xe, ngồi lên thử tí. Trải nghiệm chấp nhoáng thôi, vui mà. Vui, đi với anh em vui. Thì trong cái quá trình đấy thì có một lần một bạn bảo là em chuẩn bị chụp con xe này bên Long Biên, anh có đi không? Ok, đi. Thì sang đến nơi thì cái xe nó đang để đấy, thì cái cậu chủ xe bảo anh lái thử không? Ok, lái. Thì cái trải nghiệm ban đầu với xe đấy nó quá ấn tượng. Đấy, chính là cái xe BMW. Đúng rồi. Mình hôm đấy mình bước xuống xe mình không thở được. Nó giống như là nó mở một cái bầu trời mới ấy. Kiểu mình nghĩ là sau này mình sẽ không thể nào có cái cảm giác phấn khích như thế với những cái xe nó yếu hơn, nó kiểu khác.
Đấy, khi mình bước xuống cái xe đấy mình quyết định nhất định phải mua cái xe này. Mình đã có cảm giác lái thử, mình cũng đã được quan sát cái xe này kỹ càng, cũng được nghe những cái chia sẻ từ chủ xe, cả những cái gọi là can gián phản biện của anh em. Cân bằng tất cả mọi thứ đấy, khi mà đặt tất cả mọi thứ lên bàn, giá tiền, trải nghiệm, downside, upside, và cái hoàn cảnh của mình thời điểm đấy, mình nghĩ là nếu mà mình không mua cái xe này thì cái cơ hội để mình có những cái trải nghiệm tương tự nó sẽ rất khó. Và mình nghĩ là cuộc sống mà, khi mà chúng ta đi đến cái điểm cuối của cuộc đời này rồi thì những điều còn lại là những cái trải nghiệm. Chứ không phải là và lúc đấy kiểu như mình cảm thấy là không hoàn toàn sẵn sàng nhá, tức không có sẵn một cái gì hết, tiền nong rồi các em thứ. Em hiểu cái tâm lý của cái việc đi mua xe như vậy. Thì nhưng mà mình nghĩ là mọi thứ nó cũng kiểu chớm, mọi thứ nó đang thúc đẩy mình làm việc này. Và đấy, mình tin là để có cái trải nghiệm tương tự nó sẽ rất là khó. Nên là mình quyết định là mình mua cái xe đấy. Bản thân cái trải nghiệm lái con xe đấy nó rất là thích. Và cái cảm nhận của mình là nó còn thực sự là nó an toàn nữa. Nó an toàn ở chỗ này nhá. Khung gầm nó rất cứng. Cái độ ổn định của xe rất tốt luôn. Xe thấp và cảm giác mà mình làm chủ cái xe ấy, mình có thể cảm nhận được rõ ràng bốn cái góc của cái xe. Cách giống như là nó đang tì mình xuống đường. Giống như kiểu nó là một phần cơ thể mình ấy, đến mức như thế. Cho nên là mình nghĩ nó là một cái xe rất là an toàn. Cũng may mắn là sau đấy thì mọi thứ nó ổn. Mình cũng đi con xe đấy đến giờ là được hơn 2 năm rồi. Và trước khi mình mua VF9 thì xe đấy thậm chí là nó là một cái xe mình đi hàng ngày luôn. Trong hơn 2 năm, gần 3 năm thì nó có khoảng một sự cố nằm đường. Nằm đường một lần. Ngoài ra đổ xăng hơi tốn, thay dầu hơi nhiều. Nó mang lại những cái trải nghiệm nó rất là cực hạn, nên là mình cũng phải làm sao để mà bảo vệ cái trải nghiệm đấy chứ. Chứ bây giờ không lẽ lại đi mà hàng ngày nó làm mình phấn khích đến kiểu không, cái này thực sự phải trải qua thì mới biết được, nhưng thực sự là rất là phấn khích và kiểu tràn đầy năng lượng. Nó mang lại những cái trải nghiệm như thế mà làm sao mà có thể kiểu nó chăm nó như ở trong Vios hay là Mazda được. Thì nó là bình thường thôi mà mình thấy nó hợp lý và bản thân mình chi trả được. Rõ ràng là nó giống như là một sự đánh đổi, và cái việc đấy nó là một trải nghiệm tốt hay là một trải nghiệm không tốt thì là cái nó ở bản thân mình có xác nhận ra, xác định chính được xác đấy. Chính xác là như thế, mình trả được, mình happy với cả cái thứ mà mình đã chi trả cho nó. Mình nghĩ là với ai thì như thế cũng là đủ rồi. Cái xe đấy thì đây là một số cái thứ nó rất là cụ thể, ví dụ như là 2000 cây thì sẽ phải được kiểm tra một lần về chuyện 2000 cây về chuyện dầu với các thứ, không phải thay nhưng mà là phải kiểm tra thôi. Ví dụ như là xăng thì nếu mà mình đi hàng ngày thì sẽ khoảng hơn một ngày, hai ngày là phải đổ. Nếu như mà đi vào đường tắc thì nó nóng kinh hoàng luôn và kiểu cái xe nó cứ gồng lên đấy thì đi cũng khá là mệt. Thật ra thì nó không đến mức hào nhoáng lắm, nhưng mà anh hoạt động trong lĩnh vực giải trí, âm nhạc, thì có bao giờ anh suy nghĩ về việc là anh cần một chiếc xe để nó bóng bẩy, để nó phù hợp với cái hình ảnh của mình? Thật ra là không. Thứ nhất là mình không muốn, trước giờ nhá, thì mình không muốn xây dựng hình ảnh cá nhân. Cái việc xe cộ, những cái flex ra bên ngoài ấy thì cũng nhiều người làm. Ví dụ bây giờ mình mua một cái xe mà cả thế giới không có, cả Việt Nam không có thì may ra rồi không? Bây giờ cỡ S500 thì nó cũng nhiều mà S500 mình có mua được đâu. Và ví dụ như cái câu chuyện đấy mình cũng chia sẻ với nhiều anh em rồi, là với tao thì cái xe này tao sẽ sẵn sàng, nó có một cái hình thức giống xe i10 nhưng mà nó vẫn lái như này thì tao vẫn sẽ lái nó, chứ không phải là một cái xe mà bên ngoài như kiểu Lamborghini nhưng mà ở trong lại lái như i10 thì chắc chắn là ngược lại, ta sẽ chọn cái xe mà nhìn như i10 nhưng mà lái như con M3 này. Không cần phải nói là M3 và lái như M3, mà thậm chí cái hình thức nó xấu hơn nhưng mà nó lái thích như này, an toàn như này thì ta vẫn chọn.
Thế nhưng mà ok, bây giờ anh cũng không cần ngoại hình, nhưng mà rõ ràng là với tất cả cái xe mà anh sở hữu, anh hoàn toàn có thể mua một chiếc BMW, thậm chí 5 series, 7 series mới. 7 thì 7 thì hơi quá. Thì 5 series mới. 5 thì ok. Thì nhưng mà thế thì cái điều gì đặc biệt ở cái chiếc BMW M3 mà anh sẵn sàng đánh đổi? Thì đấy, nó là cái cảm giác khi mình ngồi sau vô lăng, nó rất là thích. Cái cảm giác mình làm chủ một cái con mãnh thú, và cảm giác như mình và nó rất là ăn ý với nhau. Và bản thân cái việc mà mình đi nó hàng ngày đã đành nhá. Mà xong rồi cái việc mà mình phải thường xuyên, mình phải tìm hiểu, mình phải chăm sóc nó, mang đến cái cảm giác kiểu gắn kết giữa mình với cái xe. Nó đến cái hiện trạng như bây giờ ấy, thì mình quyết định là mình sẽ không bao giờ bán cái xe này cả. Ví dụ đến một ngày mà nó không thể đi được nữa, hoặc là cấm hết xe xăng đi chẳng hạn, thì mình sẽ xây một cái bệ, mình để nó lên vị trí trang trọng cho một cái dinh cơ mà sau này mình sẽ có. Đấy là cái suy nghĩ. Nó là một cái động cơ, một trong những cái động cơ V8 cuối cùng thì phải. Không hẳn là V8 cuối cùng, nhưng mà nó là động cơ hút khí tự nhiên cuối cùng. Một trong những cái động cơ, thì đấy cũng là giống như anh cũng đừng nói với em là nó giống như một cái di sản gì đấy. Đúng mà rồi. Mình muốn giữ lại. Em đọc được một cái chia sẻ trong một cái bài báo, nó giống như kiểu là một người đàn ông thì cái sự hấp dẫn của người ta ấy không đến từ cái vẻ bề ngoài, mà nó đến từ những cái trải nghiệm mà người ta đã có. Anh nghĩ như thế nào về cái quan điểm này? Mình thì cũng không nghĩ là cái trải nghiệm về mọi thứ mình có được nó sẽ sâu ra bên ngoài cho người khác người ta thấy. Nhưng mà mình thì suy nghĩ là với tất cả những cái trải nghiệm mà mình đã qua thì những cái đấy nó là của mình nhất. Cái sự hiện hữu vật lý của cái xe đi thì nó cũng là những cái thứ bên ngoài, nhưng mà những cái trải nghiệm mà mình có được, ví dụ như là sự sung sướng khi mà mình lần đầu tiên mình ngồi lên cái xe đấy, cái sự thoải mái sung sướng gắn kết của mình trong cái quá trình mình sử dụng cái xe đấy, thậm chí là những cái khó khăn, những cái thử thách mà mình phải cố gắng vượt qua để mà mình đạt đến cái điểm mình có thể mua cái xe đấy, giống như là việc mình vượt qua một cái chặng đường rất là dài để thực hiện ước mơ của mình ấy, thì tất cả những cái thứ như thế thì nó sẽ thuộc về mình, nó thuộc về mình mãi mãi. Và cái giá trị với người ngoài có thể chuyện dớ dẩn, ngớ ngẩn, nhưng mà với mình thấy thỏa mãn, mình thấy vui. Đấy, thì tất cả những thứ như thế nó sẽ ở lại với mình. Đấy, ví dụ như kiểu sau này mà mình kiểu già yếu, không còn đủ khả năng để điều khiển cái xe nữa, nhưng mà mình sẽ vẫn nhớ về cái cảm giác lúc đấy, cái cảm giác mà lần đầu tiên mình đi thử xe khi mà nó chưa là xe của mình, mà lúc bước xuống xe không thở được. Bây giờ là cảm giác là mà khi mà cái xe nó lăn bánh ở cái trạng thái mà hoàn hảo, mà nó đã là xe của mình. Rồi là cả những cái việc mà hàng ngày, cả những cái lần mà mình stress công việc, mình lấy xe, mình chạy ở trên láng hoặc lạc, quay về không nói với ai, thậm chí là không bật nhạc trên xe luôn. Thì những cái cảm giác này nó sẽ, những cái trải nghiệm này nó sẽ là của mình mãi mãi. Và nhiều cái thì nó rất là quý giá. Nó cũng giải thích được cho những cái người mà yêu bim cổ hay là chơi xe tích cũ. Đúng rồi. Nếu như người ngoài nhìn vào thì thật sự là ông đang quá tốn thời gian, tốn đúng tiền rồi. Và làm những việc thật là ngu ngốc. Tại sao không? Tại sao, tại sao lại làm như thế? Nhưng rõ ràng là khi mà anh em mình ngồi ở đây, nếu như cái chiếc xe đấy anh có thể là anh dễ dàng ra ngoài kia, ok nó có thể đắt, nó có thể nhiều tiền, nhưng mà anh chi trả được cho nó thì anh em mình sẽ không còn câu chuyện gì để mà nói ở trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và nhiều khi là những gì mà kê nó có thể là ngu ngốc, nó sẽ là những cái câu chuyện và những cái trải nghiệm mà mình có được, những cái cảm xúc nó sẽ là những cái mà nó ở lại trong những cái câu chuyện như vậy. Thì cái cuộc trò chuyện nó cũng khá là dài rồi, và thường thì em hay hỏi một câu để kết thúc với khách mời là nếu như là được lựa chọn một chiếc xe mà đi từ giờ đến cuối đời thì anh sẽ lựa chọn chiếc xe nào? Có vẻ như là anh có câu trả lời đấy cho mình rồi. Nếu mà gọi là cái xe để đi ấy, thì mình nghĩ là mình không sẵn sàng để trả lời cái câu hỏi đấy, bởi vì những cái trải nghiệm của mình, những cái gọi là mong muốn, những cái nhu cầu của mình nó sẽ liên tục thay đổi và thường là nó sẽ đi lên. Nhưng mà nếu mà nói như nãy mình có chia sẻ về cái xe M3 ấy, thì mình sẽ giữ nó đến cuối đời.
có thể là sẽ không phải là để đi hàng ngày, nhưng mà khi mà có mong muốn thật sự kiểu đi những cái xe khác vài hôm xong lại sẽ thèm cái cảm giác đi xe M3 đấy, và mình sẽ lại lấy ra để refresh lại một tí. Hoặc là kể cả như mình nói, mình nếu mà điều kiện cho phép và bây giờ mình đang cố gắng để thực hiện cái điều đấy, thì mình sẽ giữ cái xe đấy đến cuối đời là một cách để lưu giữ kỷ niệm. Rõ ràng là một chiếc xe đối với anh nó không còn là một phương tiện nữa. Chính xác. Và cái trải nghiệm mà nó mang lại thì sẽ giúp anh cái trải nghiệm là cái mà điều mà anh hướng đến trong cuộc sống, và tạo ra những cái trải nghiệm và những cái câu chuyện để có thể kể lại, và những cái quan trọng hơn là một chiếc xe giống như là để che mưa che nắng. Chính xác, mà đôi khi là mình còn có những cái mong muốn nó xa hơn một tí, tức là nó lưu giữ cả những cái lịch sử của xã hội. Ví dụ như M3 thì nó cũng có những cái dấu ấn ở trong dòng chảy của ngành xe. Rồi đấy, VinFast Lux A nhìn thế thôi. Bây giờ nó cũng là một cái xe chạy nhăn nhản ngoài đường, nhưng mà ví dụ như với cái con xe của mình nó có câu chuyện như vậy. Và sau này khi mà mọi người đã quên về VinFast Lux A là một cái phương tiện di chuyển hàng ngày rồi, có thể lúc đấy mình đi phi thuyền chẳng hạn. Việt Nam chế tạo được taxi bay chẳng hạn, xe bay, nhưng mà cái con đấy nó là cái xe đầu tiên, phổ thông đầu tiên của Việt Nam, nó cũng có một cái vị trí trong dòng chảy lịch sử, thì mình cũng cố gắng mình giữ lại nó. Có thể là không có chỗ để thì sẽ đi tìm bảo tàng nhét vào. Vâng, thì rất là cảm ơn anh Phương đã dành thời gian chia sẻ về những cái trải nghiệm. Vì thật sự là em giống như là một người anh của trong nhiều lĩnh vực, kể cả là trong âm nhạc hay là, nhưng mà với cái xe cộ thì em luôn luôn nhìn anh giống như là một người có rất nhiều trải nghiệm và hướng đến những cái trải nghiệm mới mẻ. Và cái câu chuyện ở đây nó không phải chỉ là hô hào theo kiểu là mày phải chơi bim đi hay là mày phải chơi xe này xe kia đi vì một lý do gì đấy mù quáng, mà em thấy là ở anh nó có một cái lý trí ở trong đấy, và những cái lý trí đấy nó lý giải một cách rất hợp lý cho những cái câu chuyện mà nó nhiều hơn về mặt trải nghiệm. Thì rất là cảm ơn anh đã dành thời gian đến trò chuyện với em và Sế Cưng, cũng như là cảm ơn nhãn hàng Castrol Magnatech đã đồng hành với Sế Cưng trong cái series này. Hẹn gặp lại ở những cái số sau. Nhớ like và subscribe cho Sế Cưng nhé. Bye bye.